Bây giờ là Phương Nam đã rất sung sản. Liên tiếp là những tình huống grand pound. Có thể thấy là Phương Nam đang di chuyển về phía khu vực chuẩn bị thượng đài. Hôm nay thì anh có một mái tóc rất nổi bật. Võ sĩ Nguyễn Phương Nam đến từ câu lạc bộ Phi Hổ MMA. Anh sinh năm 2003. Chiều cao là 1m75 và sải tay là 175cm. Chúng tôi luôn cảm thấy vui mừng khi mà ở ngay cả những trận đấu gần cuối rồi vẫn nhận được những sự cổ vũ rất tuyệt vời từ tất cả các khán giả. Và bây giờ hãy cùng chào đón võ sĩ đến từ góc đài xanh, một võ sĩ quốc tế đến từ C88 Metal Art Fitness and Yoga. Cùng chào đón Philip Vansky Nogo Charlie. Wow, hôm nay là chúng ta đến với cuộc chiến của những màu tóc rất đặc biệt. Đây là một cặp thi đấu mà những võ sĩ của chúng ta có những mái tóc thời trang nhất trong tất cả 10 trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Philip Vansky Negocharli, sinh năm 1996, với chiều cao 1m70 và sải tay là 170cm. Anh đã có một chiến thắng tại AFC 25 tổ chức tại Hồ Tràm vào tháng 6. Một trận đấu thứ 10 mà sức nóng của nó đến ngay từ những giây đầu tiên. Xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị được không ạ? Phần đối đầu giữa hai màu tóc đặc biệt thời trang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trọng tài đài điều khiển trận đấu này. Xin được giới thiệu trọng tài Ngô Viết Phú. Gentlemen, you know the rules? No heel hook, no neck crank, no spine twisting. Always listen to my command. When I say stop, you stop. When I say action, you fight. Play hard, play fair. Good luck. Thank you.
Và như chúng tôi đã nói từ đầu buổi thi đấu ngày hôm nay thì các võ sĩ với nền tảng Jiu-Jitsu chưa thực sự hoàn thiện sẽ có những sơ hở. Tuy nhiên, đây là một trận đấu mà chúng ta chứng kiến một đai đen Jiu-Jitsu, đó là Felipe Negochatle tới từ Brazil, người đã có 2 trận đấu MMA chuyên nghiệp. Và anh vẫn quyết định đến với Lion Championship để thử sức mình và đặc biệt là nhắm tới đai vô địch hạng cân 65kg như anh đã từng chia sẻ trước đó. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu mà chúng ta lại được thưởng thức những kỹ thuật Jiu-Jitsu tuyệt vời đến từ một võ sĩ người Brazil. Trước đó ở Lion Championship chúng ta đã có Robson Oliveira. Tuy nhiên cả hai đang nhập cuộc với rất nhiều những đòn nặng từ những cú đấm và những cú đá của mình. Felipe Negochatle không ngần ngại đổi đòn. Bây giờ là Phương Nam đã rất sung sản. Liên tiếp là những tình huống ground pound. Bây giờ thì Phương Nam đã rơi vào sàn đấu của Negochatle rồi. Sự chênh lệch về kinh nghiệm và thậm chí là cả thể lực, sức mạnh lên màu từ Negochatle. Và bây giờ đã bắt đầu màn trình diễn trên sàn của Negochatle. Và tôi cho rằng Negochatle thậm chí không cần đến một tình huống submission sau 1 phút đầu trận. Rất thông minh, giữ mặt của Phương Nam và tung ground pound. Tôi nghĩ là Phương Nam đã phần nào khiến cho đối thủ bất ngờ ở những giây đầu tiên với một cách nhập cuộc rất mạnh mẽ. Negochatle đôi chút bị cuốn theo đối thủ, nhưng tất cả mọi chuyện đã trở về với tầm kiểm soát của võ sĩ người Brazil rất nhanh sau đó. Và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu. Rất nhanh. 1 phút 32 giây là tổng thời gian mà Felipe Negochatle cần cho màn ra mắt của mình tại Lion Championship 07. Sự khác biệt quá lớn về mọi thứ, từ kỹ năng Jiu-Jitsu. Chúng ta có một chiến thắng knock out kỹ thuật. Và một lần nữa hãy dành những trao tay để cùng chúc mừng võ sĩ góc đài xanh Filip Vensky Negochatle.